Xin chào tất cả các bác, em là cô gái vùng cao Lai Châu Thu Hoài. Và các bác có nhu cầu mua sản phẩm gì, các bác liên hệ trực tiếp cho em Hoài theo số điện thoại là 0352 749 419. Hôm nay thì em có một thùng hàng gửi từ Phúc Sen, Cao Bằng. Và hôm nay em sẽ khui ra cho các bác để giới thiệu luôn đến các bác dòng dao mèo Phúc Sen, Cao Bằng. Bác nào có nhu cầu thì các bác mua ủng hộ em Hoài nhé. Các bác khui hàng cùng em nhé. Đấy. Đầu tiên ở vị trí đầu tiên ở trên đầu đấy, thợ gửi cho em đó là một con dao mèo mini lưỡi dài 17 phân. Đấy, không có vỏ nhé. Em giới thiệu ở video này nó sẽ không có vỏ các bác nhé. Đấy. Đầu tiên khi mà mở kiện hàng ra đó là một dao mèo mini, size lưỡi là 17 phân, dày đó là dày 5 ly thon dần về mũi. Như thế này luôn, hàng y hình từ hộp hàng ra luôn các bác nhé. Dao mèo mini như này thì giá em bán là 200.000 một con bao ship các bác nhé, không có vỏ, 200.000 một con bao ship. Bác nào ưng ý thì các bác có thể chốt luôn giúp em mã này là mã số 1 ạ, mèo mini size lưỡi 17 phân mã số 1. Bác nào ưng ý các bác cứ chụp lại màn hình hoặc các bác đọc luôn là mã này là mã số 1 giúp em nhé, mèo mini 17 phân. Hoặc các bác đọc tên của con dao ấy, em gọi là mèo mini 17 phân. Và sang đến một con hàng em bán rất là chạy, đó là dao mèo size 30 phân cán chắn đồng như thế này. Cán chắn, khâu đồng đỏ, chốt đinh đồng. Con này em bán là 330.000 một con bao ship các bác nhé, 330.000 một con miễn phí ship toàn quốc. Size lưỡi dài đó là dài 30 phân. Em sẽ bóc luôn cái lớp giấy bóng này ra để cho các bác dễ quan sát. Size lưỡi của nó này, cán cẩm chỉ luôn các bác nhé, vân rất là đẹp. Đấy. Chốt lỗ đồng xỏ dây, hai đinh đồng chắc chắn cho các bác luôn. Và bác nào có nhu cầu mua đá mài thì như Lai Châu thì em vẫn còn sẵn nhé. Đây là dao mèo size lưỡi, đó là 30 phân, độ dày của sống dao đặt trên 7 ly thon dần về mũi. Dập chống dính hai bên và trên thân dao sẽ có dấu dao Hoài Phúc Sen để đảm bảo hàng chuẩn dao Phúc Sen cho tất cả bác. Dao này giá là 330.000 bao ship ạ, 330 bao ship, 330k bao ship ạ. Size lưỡi là mèo 30 cán chắn, mèo size 30 cán chắn ạ. Đây là dao mèo mini 17 phân này, em đặt khá là nhiều để phục vụ các bác. Em đặt thợ đánh rất là nhiều. Đây tiếp đến là một dao mèo size lưỡi. Đây là size lưỡi 20 phân. Size lưỡi 20 phân dày 7 ly thon dần về mũi ạ. Đây. Và toàn bộ dao là rèn thủ công bằng nhíp IFA cổ Đức các bác nhé, nhíp đỏ đấy ạ. Size lưỡi là 20 phân thì giá là 230k, 230.000 bao ship. Em làm đây là làm cán đốt trúc này, các bác có thể lựa chọn cán trơn hoặc là cán đốt trúc đều được này. Đây, như con này là size 20-21 cán đốt trúc thì 230.000 bao ship, 230 bao ship. Giá dao này là chưa có vỏ các bác nhé, chưa có vỏ. Đây các bác có thể lựa chọn dáng cán đốt trúc này cũng rất là đẹp. Em làm dạo này em làm thêm cả cán đốt trúc nữa bởi vì một số bác thích này. Giá là 230.000 một con, bao ship hàng toàn quốc ạ. Dày 7 ly thon dần về mũi này. Đấy các bác nhé, 230.000 bao ship. Đấy, mẫu này cán trơn này cũng 230.000 bao ship. Bác thích cán kiểu nào cũng được. Đây, các bác thích cán kiểu nào. Đây là size 20-21. Đây là dao mèo size 20-21 các bác nhé. Cán trơn hoặc là cán đốt trúc này, 230.000 một con bao ship, 230 một con bao ship ạ. Mã này là mã hàng số 3 các bác nhé, mèo mini số 3, size lưỡi 20-21 này, 230.000 một con bao ship. Các bác lựa chọn cán trơn hoặc cán đốt trúc đều được. Mã số 3 này.
Đây là size 20 phân. Đấy, 230 một con bao ship. Đây là cán đốt trúc các bác nhé, cán đốt trúc ạ. Đấy, cán đốt trúc này rất là đẹp luôn các bác nhé. Tiếp đến là em giới thiệu các bác một dao chuyên thái, dao thái to, size lưỡi là 22, rộng 7 phân, dày 2 ly, cân nặng là khoảng 300 g. Mẫu này em bán cũng rất là chạy này, giá là 220.000 một con, 3 ship hàng toàn quốc. 220.000 một con, 3 ship hàng toàn quốc luôn ạ. Đây. Đấy. Dao này chuyên thái luôn các bác nhé. Các bác nào mà làm phở, làm nhà hàng, quán ăn thì dùng cái dao này rất là tốt này. Dao này là dao chuyên thái. Dao chuyên thái. Dao chuyên thái này. Dao này là dao thái to đấy, 220.000 một con, bao ship. Em có một con dao nữa là dao tông chặt dừa. Tông chặt dừa, size lưỡi là 26,5, rộng 6 phân và dày khoảng 3 ly rưỡi. Con này các bác có thể chặt dừa này, chặt dừa, chặt gà, chặt cây đều được, giá là 250.000 một con, bao ship. 250.000 một con, bao ship ạ. Dày đó là dày 3 ly rưỡi. Lưỡi dài khoảng 26,5, rộng đó là 6 phân. Trên dao có dấu dao hoài phúc sen như này. Cán cẩm chỉ không đồng đinh đồng cho các bác luôn, nhìn chuẩn nét luôn các bác nhé. 250.000 một con bao ship. Đây là con tông chặt. Tông chặt 250.000 một con bao ship. Các bác cứ đặt mã thì sẽ gọi là con này là con tông chặt nhé, tông chặt gà. 250.000 một con bao ship. Con này thì chặt thì cực kỳ là tốn gà luôn ạ. Đây là mèo mini 17 phân này. Tông chặt gà, mẫu này em bán cũng cực kỳ chạy luôn. 250.000 một con bao ship. Tông chặt gà. Tông chặt gà này em về số lượng nhiều. Em giới thiệu đến các bác đó là một dao mèo size lưỡi 26 phân. Giá là 280.000 một con, bao ship hàng toàn quốc, 280.000 bao ship. Size lưỡi là 28. Độ dày đó là 7 ly, thon dần về mũi ạ. Độ rộng phần bụng béo là khoảng 4,5 đến 4,7. Đấy, dày 7 ly, thon dần về mũi. Size lưỡi là 26 phân. Size lưỡi 26 phân, đánh chống dính hai bên. Cán cẩm chỉ không đồng đinh đồng, chốt lỗ đồng sỏ dây như này. Bác nào ưng ý thì chốt này là mèo phúc sen 26 phân nhé. Mèo phúc sen 26 phân, 280.000 bao ship. Bác nào ưng ý các bác có thể chốt đơn nhé. Mèo phúc sen 260 bao ship. 200 26 280.000 bao ship ạ. 280.000 bao ship các bác nhé. Nếu mà các bác mà không thích cán trơn thì các bác có thể lựa chọn cán đốt trúc thì đắt hơn 20.000. 300.000 bao ship ạ. Cán đốt trúc 300.000 bao ship, size lưỡi 26 phân. Để trơn thì sẽ là 280 và tạo hình đốt trúc thì sẽ là 300.000 một con bao ship. Các bác ưng ý thì các bác chốt loại nào cũng được. Đây là mèo 26 phân cán đốt trúc ạ. 300k bao ship, cán đốt trúc này thì 300.000, cán trơn thì sẽ là 280. Bác nào ưng ý thì bác chốt nhé. Đây là hai loại mèo 26 phân. Mèo lưỡi size 26, dày 7 ly, thon dần với mũi đẹp. Đấy, 280, 300.000 bao ship. Đấy, bác nào ưng ý á, sản phẩm nào thì bác chốt nhé. Cứ lấy cán đốt trúc thì sẽ đắt thêm 20.000 các bác nhé.
Đây là size 26. Size 26 phân này thì cũng rất là nhiều bác chọn này. Và giá này thì chưa bao gồm vỏ không nhé. Chưa bao gồm vỏ. Em chỉ báo giá giao không thôi, chưa có vỏ. Nên là nhiều bác cũng không hỏi có vỏ không. Nếu vỏ, có thêm vỏ thì các bác thêm tầm 80.000 nữa. Vỏ mình vỏ, vỏ thô sơ ấy ạ. 80.000 nữa. Còn không thì các bác lấy dao không vỏ. Đây là dao mèo size lưỡi là 30 phân. Size 30 phân đây ạ. Nãy em vừa giới thiệu với các bác một con có chắn và một con không chắn. Em để giá bằng nhau 330.000 bao ship. 330 bao ship. Đấy là có một con có chắn. Em giới thiệu ở vị trí số 2 đây ạ. Đây là size lưỡi 30-31 phân. Các bác có thể lựa chọn là có chắn hoặc là không chắn. Giá là 330.000 một con, 3 ship hàng toàn quốc. Giày là trên 7 ly thon dần về mũi như thế này. Các bác lựa con nào cũng được, lựa cán chắn hoặc là không chắn. Giá đều bằng tiền nhau, 330.000 một con. Đây nhiều bác hay bảo là gõ ra để anh nghe tiếng là anh biết này. Rất là đầm và chắc. Toàn bộ dao là rèn bằng nhíp IFA của Đức, nhíp đỏ đấy ạ. Dao chuẩn và nét như hình luôn cho các bác. Đây, đôi này thì sẽ giá bằng tiền nhau 330.000 một con, 3 ship. Các bác phải lựa chọn cán chắn hoặc là không chắn như thế này. Đều được. Size lưỡi 30 thì em cũng về rất là nhiều. Và bác nào mà thích size lưỡi 30 mà có như này, có vân giả trúc thì giá là 350 một con bao ship các bác nhé. 350 một con bao ship size lưỡi 30 phân. Để các bác sẽ có 3 lựa chọn nhé. Có lựa chọn cán chắn này, cán chắn trơn này, cán chắn không chắn trơn và cán đốt trúc. Đốt trúc thì là 350 bao ship một con. Lưỡi thì đều là size 30-31 phân. Bởi vì hàng thủ công thì nó cũng có chênh lệch một chút. Đây ạ. Các bác sẽ có 3 lựa chọn như thế này. Số 1, số 2 là 330 bao ship. Số 3 là 350 bao ship. Cán đốt trúc. Cán đốt trúc như thế này. Bác nào mà thích thì các bác chốt luôn là mèo 30 phân giúp em nhé. Tên của nó là mèo 30 phân. Các bác chốt theo tên là được mèo 26 phân, mèo 30 phân, mèo 20 phân. Các bác chốt theo tên là em sẽ biết là hàng nào nhé. Đây là 30 phân không chắn. 350 bao ship. Hai con này thì là 330.000 bao ship, tùy các bác lựa chọn nhé. Tùy các bác lựa chọn. Dao thái này. Ở bên dưới thì vẫn là dao 30 phân ạ. Cán đốt trúc này, 350 bao ship này. Em sẽ xếp ra và mèo phúc sen cũng rất là được nhiều các bác ưa chuộng. Như con này là lưỡi 26 phân, các bác này 26 phân 280.000 bao ship. 280 bao ship, giảm trơn. Đây là dao chuyên thái này. Dao chuyên thái này thì là 220 một con bao ship này. Đấy, đốt trúc này. Đốt trúc size 30 phân. 350 bao ship. 350 bao ship ạ. Này, mèo cán trúc, đốt trúc này thì các bác cầm thì sẽ không trơn. Nói chung là tùy sở thích của các bác. Các bác có bác thì thích trơn, có bác thì thích. Nó có đốt trúc ở tay. Đấy. Em sẽ xếp ra luôn. Đây là mèo đốt trúc size 30. Cho các bác này 350 một con. Bao ship hàng toàn quốc. Em gửi được toàn quốc các bác nhé. Đây là đốt trúc này. 30 này. Đây là mèo cán trơn size 30 không có chắn. Đây là mèo cán chắn size 30 330. Cái này 330. Cái này 350. Đây là mèo size 25. Cán được trong đây. Mèo size 25, 280, cán trơn. Mèo size 25, 26. Cái này thì em nhìn kích thước em biết là dài 26 phân này. Mèo 26 phân, 300, cán đốt trúc 300. Cái này 280. Tại vì đốt trúc thì họ lấy của em cao hơn một chút. Bởi vì làm kỳ công hơn một chút. Các bác nhìn này, con đốt trúc này nó nét và nó rất là đẹp. 350 bao ship.
Đây là tông chặt gà này. Tông chặt gà, chặt dừa, chặt cây, chặt được đủ thứ luôn. Giá là 250 một con bắp ship ạ. 250, mình thấy em bán là 280, sale ở video này cho các bác là 250 một con bao ship. Chuẩn nét nhé, các bác nhìn này, nhíp đỏ là dòng nhíp sắc nhất này. Và nhíp chọn chuẩn nhất, các bác nhìn trên lưỡi dao nó óng óng đỏ một chút này. Đây là thái to, dao chuyên thái. Dao mèo 26 đứt chút này. Dao mèo 26 trơn này. Dao chuyên thái to này, giá là 220 một con bao ship. Lát em sẽ điểm lại để các bác có thể nắm rõ hơn về các dòng ra. Đấy, em sẽ xếp ra. Đây là size 30. Size 30 cán trơn. Và ngoài ra em còn sẵn rất là nhiều dao mèo. Các bác thích sản phẩm nào thì các bác alo cho em nhé. Size 17 phân. Size 17 200.000 bao ship. Mèo mini. Size lưỡi 30 phân. Cán trắng. 330.000 bao ship ạ. Đấy, em xếp ra đây, em sẽ điểm lại cho các bác luôn. Đấy. Em sẽ điểm lại luôn và giá tiền luôn nhé. Em có mèo size lưỡi 30 phân cán trắng như thế này. Giá là 330.000 một con bao ship này. Các bác nào mà chưa nắm rõ được các bác xem lại ở đoạn cuối nhé. 330.000 một con bao ship cán trắng như thế này. Đấy, dập chống dính hai bên. Chuẩn nét như hình. Theo cán đốt trúc thì sẽ là 350, đắt hơn 20.000, 350 bao ship ạ. 350.000 bao ship. Dày 7 ly thon dần về mũi để cán đốt trúc nha. 350 bao ship. Sang dòng 30 phân cán trơn mà không có chắn thì sẽ là 330.000 bao ship. Size lưỡi dài 30 phân, dày 7 ly thon dần về mũi. Như con em đang cầm này nó có vết như này. Em sale cho các bác còn 300.000 bao ship nha. Đây, cái con em đang cầm này, size lưỡi 30 phân, 330 sale, 300.000 bao ship. Nói chung cái vết này thì nó cũng không ảnh hưởng đến chất lượng của dao đâu ạ. Size lưỡi 26 phân, các bác có thể lựa chọn là cán trơn. Cán trơn size lưỡi 26. Giá là 280k một con bao ship. Còn con cán đốt trúc là 300.000 một con bao ship. 300.000 một con bao ship này. Sang để nam. Tông chặt gà các kiểu, chặt dừa. 280 sale cho các bác là 250 bao ship. Chỉ duy nhất sale ở video này thôi ạ. Sang con dao chuyên thái to. 220 một con bao ship. Size lưỡi 22, rộng 7 và dày 2 ly. Nặng 300g. 220 một con bao ship. Đấy. Sang đến mèo size lưỡi 20. Size lưỡi 20 cán trơn 230 và cán đốt trúc. Cán đốt trúc đấy ạ. 250 một con bao ship. Cán đốt trúc thì đắt hơn 20.000 nha các bác nhá. Cán đốt trúc đắt hơn 20.000, cán trơn thì là 230. Cán đốt trúc là 250. Mèo size mini 17 phân 200.000 một con bao ship. Các bác ưng ý sản phẩm nào các bác cứ alo cho em Hoài theo thông tin là 0352 749 419 để chốt đơn hàng thành công các bác nhé. Cảm ơn các bác đã xem video. Xin chào tất cả các bác ạ.